qua điện thoại nhá. Một lần nữa thì bằng chiếc xe được trân trọng kính mời toàn thể các quý khách chúng ta đã trở về đây là chủ nhân của nhà thờ mời vô cùng đáng kính và trân trọng đối với gia đình. Ngay sau đến thời gian đẹp nhất để chương trình liên hoan tiệc cưới chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Trọng Cường và Kim Hiền chuẩn bị chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng di chuyển trở vào trung tâm của những hàng bàn tiệc để chương trình khai tiệc của chúng ta chuẩn bị chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.